Hello, quay cho mọi người xem một kho trùng sắp của bên xưởng. Đây là hàng có sẵn hết nha mọi người. Có hai loại chuồng gỗ, một chuồng này là ngang 50 x 60, sâu là 40. Có đèn led luôn nha mọi người, có máng phân và lưới tát phân chống gỉ, một nhành gỗ, hai thanh le và một dây mài răng. Thì chuồng này đã sơn chống thấm hết rồi nha mọi người, không sợ thấm nước, không sợ mọt mục. Thì chi phí của chuồng này là 1.1 triệu. Còn một loại chuồng này thì đang là ngang 40 x 50, sâu là 30. Đèn chuồng này cũng có đèn led nhưng mà trang trí một nhà ngủ và một hai thang, một cục mài răng và một cái máng, có lưới tát phân chống gỉ luôn nha mọi người. Cái này là gỗ cũng sơn chống thấm hết rồi. Chi phí của cái này là 800.000. 800.000 một ô nha mọi người. Còn quay đây là chuồng công nghệ, chuồng sóc công nghệ. Chuồng này thì cũng là ngang 40 cao 50, sâu là 30 luôn. Đó, một gốc cây, một nhà ngủ. Và đặc biệt chuồng này có quạt thông gió nha mọi người. Và đèn led. Đây, quay cho mọi người xem mẫu này. Đây. Đó, quạt thông gió rất là mát nha mọi người. Là đèn led. Và đặc biệt đằng sau chuồng này là nó có hai bên lỗ thông gió. Và đằng sau là ở đây là hộp gió này để hút gió vào, và bên này thổi gió ra. Chuồng này thì đa dạng màu hơn. Màu xanh. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi hết clip nha. Còn đây. Thợ của sữa này.